Sau một thời gian trải nghiệm sản phẩm thì thực sự mình đánh giá đây là một cái mã tô vít hơn 500.000 đáng để sử dụng cho anh em kỹ thuật. Còn cái số lượng đầu vít ý, thì anh em tùy biến của anh em nhé. Anh em muốn mua chuyên một loại đầu vít hay là mua 5-6 đầu vít hay 11 đầu vít theo bộ combo. Nhưng ở theo máy nó chỉ có hai cái thôi. Đây, chỉ có hai cái bốn cạnh này thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm và bóc hộp em nó. Hộp thì rất đơn giản, không có vấn đề gì cả. Như bao những cái tô vít thông thường khác. Đây các bạn nhìn nó giống một kiểu thiết kế nguyên khối, thiết kế đẹp không? Thương hiệu đầy đủ, khắc này chìm này các bạn. Đây thương hiệu khắc chìm nhé. Khi chúng ta muốn cho vít vào này, ấn nó xuống. Mình lấy cái đầu vít nhỏ, mình tháo cái khác, bắt chặt luôn này các bạn. Và ở đây nó có một cái dùng để tháo vít ra hoặc là bắt vít vào. Tùy theo cái chế độ chúng ta gạt, gạt lên đây, gạt lên trên thì là bắt vít vào. Gạt ra đằng sau thì chúng ta sẽ bắt vít ra, rất đơn giản. Và có một dây treo. Đây là một dạng thiết kế nguyên khối, có nghĩa là tất cả sẽ đi cùng với nhau. Nguyên bội này, dây nguồn rất dài các bạn nhé. Và những cái thông số của nó đây, adapter 24, điện áp 220V, tần số 50Hz, sinh ra điện áp một chiều là 24V và công suất là 36W. Nhìn rất đẹp các bạn này. Ở cái củ sạc nó cũng ghi tên thương hiệu các bạn nhé. Với hơn 500.000 đây là một mẫu sản phẩm tuyệt vời cho anh em sửa laptop và sửa điện thoại. Bây giờ thì sẽ cùng các bạn bắt cạc Vega nhé, không bị lệch các chục mấy, cực kỳ êm. Có thể ở đây chúng ta thấy là cái dòng này nó không thiết kế cho các bạn cái công tắc để điều khiển cái tốc độ của cái ốc vít này. Chúng ta xem nó có cái chức năng hãm nhé. Đây các bạn nhìn nhé. Có nghĩa là khi mà ốc đã vào thì cái sử dụng của tô vít không còn giá trị gì nữa. Đấy các bạn thấy chưa. Và chúng ta sẽ tháo thử ra. Chúng ta sẽ bắt vào. Ok chưa ạ? Cần mua hàng các bạn vui lòng truy cập no2.vn. Cực kỳ vừa tay, đầm. Và tô vít cũng khá nặng. Giá thì hơn 500.000. Nhìn như một con chuột.